Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Kênh thông tin hữu ích mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý khán giả, nguy to rồi, quan chức Bắc Kinh báo tin lạnh tóc gáy về đập Tam Hiệp, Tập Cận Bình nguy cơ mất chức là rất cao. Theo đó, trên thế giới thảm họa chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, cuộc chiến để giành lấy hòa bình vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng ngoài thảm họa đó vẫn đang có một thảm họa rất lớn, đã và đang diễn ra trên đất nước đông dân nhất thế giới. Đó không ai khác chính là Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương dồn dập tấn công Trung Quốc. Trong suốt những ngày vừa qua, khi dòng lũ gào thét trên cây cầu ở góc núi phía Nam thì mưa bão, lũ lụt thường niên vẫn chưa ngừng nghỉ, miền Bắc lũ quét, sạt lở đang quần thảo và vùng ảnh hưởng lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc, khiến tỉnh Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại to lớn. Cộng thêm tình trạng sạt lở vào rạng sáng nay tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội của dân cư ở chung cư, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng ứng phó sơ cứu người dân. Chỉ sau 3 ngày mưa lớn đã gây ra lũ lụt và làm hơn 208 người bị thiệt mạng. Các nước, địa phương nói với hãng tin AP, chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể tại huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở sông Thanh Hải. Hiện nay, nhiều quận huyện bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng, nhất là trong sáng nay một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng, trong đó có một ngôi trường tiểu học, khiến cho 24 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đưa 11 thi thể trẻ em từ vùng đất trở về sau nhiều giờ. 13 trẻ khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc nói rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hiện nay nhiều người báo cáo người thân mất tích chưa được tìm thấy. Hiện đang tích cực xây dựng hệ thống cảnh báo về thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News cho biết, có 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây Bắc Thanh Hải đã bị ngập lụt và hư hỏng nặng. Ba cây cầu treo cũng bị phá hủy hoàn toàn. Do bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục, miền Nam Thanh Hải đã ghi nhận số người dân phải sơ tán ở đây đạt mức báo động. Ngoài ra, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa, hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến cho chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên biệt tới các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân tệ, khoảng 2,5 triệu đô la để cứu trợ. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn những cơ sở hạ tầng, đường ray, tàu hỏa bị hư hại nặng nề, mặc cho trên đất liền phải hứng chịu thiên tai, mất mùa, đói kém triền miên. Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, ông ta không hề mảy may gì đến Trung Quốc, vẫn tăng cường đem quân đội xuống Biển Đông, chiếm cho bằng được Trường Sa hoặc Hoàng Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn. Trong đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng 6 chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh, phía tây của đất nước với nhiều đô thị, trong đó có Thành Đô, bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết, lượng mưa lớn của Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Hóc Văn nói rằng, giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống khu vực sông Dâng từ trong ngày hôm nay. Do đó, nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang cảnh báo cao độ. Kính thưa quý khán giả, mưa to, gió lớn kèm theo lũ quét, vòi rồng cũng đã ập về cuốn trôi máy phát điện ở đập Tam Hiệp, khiến cho 300 triệu người dân mất điện. Theo đài truyền thông địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại đất nước này vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Đã bước sang ngày thứ 23 nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục tàn phá Trung Quốc, khiến lũ ở nhiều địa phương vẫn ồ ạt đổ về bốn con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ với 1,6 mét. Đáng chú ý nhất là trên sông Dương Tử nơi có đập Tam Hiệp, lũ quét, vòi rồng hôm qua nay lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới bị cuốn trôi trong vòng chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 300 triệu người dân Trung Quốc sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to, âm u và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đã bị vỡ. Và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi trôi nổi khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra dòng nước để trục vớt. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tân Hiệp suốt 18 tiếng, làm cho nước dâng nâng cao nguy hiểm đến con đập này.
Truyền thông của Trung Quốc cho biết, trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại hồ chứa đạt 164,18m, cao nhất kể từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới đón nhận trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000 mét khối trên giây. Hồ chứa Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 mét khối trên giây vào lúc 10 giờ sáng và 55.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày, nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối trên giây. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Men của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam chịu ảnh hưởng rất nặng, khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 1.000 người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên đến 65 tỷ dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động lũ lụt gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng nói con đập vỡ hoàn toàn không chính xác. Theo hãng tin CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần do sự nóng lên toàn cầu, cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm nay hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố, làng mạc tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28-31 tỉnh, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh với trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ, đã khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1% so với lũ lụt tại Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, lũ lụt ở Trung Quốc đã bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 với những trận mưa lớn đã tàn phá các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía đông, tỉnh An Huy ở phía nam, tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ được nâng lên mức cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục, theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lịch sử năm 1998, khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15.000 người mất nhà cửa. Nghe tới đây chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do của nó. Trung Quốc vào mùa lũ gần như ngày nào cũng có lũ lụt. Sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường. Ở một số nơi, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sẽ nóng lên toàn cầu, đã dẫn đến sự gia tăng tần suất, cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2021 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc. Kể từ những năm 1990, tần suất nguy cơ cực lớn đã tăng đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi con người cũng góp phần mức độ nghiêm trọng lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không trồng cây, xây dựng hệ thống những con đập thủy lợi để ngăn nước hỏng tích trữ điện năng gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước láng giềng xung quanh. Hiện dòng nước Mekong chịu ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng trên dòng chính con sông này tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Địa chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây dựng đập trên con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu, hạ lưu sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp đến con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Nếu như bị vỡ 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp tin xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.